xin chào tất cả các bạn nha. Mình là Sắc Ven đây và hôm nay mình cùng với Uy Nóc Tàn đi câu cá nè các bạn ơi. Câu cá ơi. Ê, sao có câu tôi vậy? Câu tôi vậy, đừng có câu nha. Ok, giờ ông cứ yên lặng mà câu đi. Cá tới. Ê, được rồi, vậy. Ủa, này không phải cá đâu này. Ủa, Huy ơi, bây giờ có gì đằng sau mình kìa Huy ơi. Sao vậy? Huy ơi, tôi lít từ đây cho lắm. Mấy con zombie kìa ơi. Trời ơi, mấy con zombie này. Cá ta đây rồi. Chainsaw Man tới giải cứu đây. Chainsaw Man kìa các bạn ơi. Wow. Trời ơi, Chainsaw Man đang đánh nhau mấy con lớn kìa. Trời, mình phải tìm cách chạy, mới được. Từ. Quay. Trời. Chainsaw Man tới cứu chúng ta kìa đấy. Chainsaw Man đó. Trời ơi, đang đánh nhau với tụi nó kìa. Ghê vậy con chứ. Hay mà tôi có một cái thí nghiệm này hay lắm nè. Để tôi thử cái coi. Hả? Thí nghiệm gì? Đây, chính là thuốc tu nhỏ. Hả? Thuốc tu nhỏ là sao? Ôi sao tôi thu nhỏ rồi à? Vậy là sao vậy? Ông đã thu nhỏ rồi thì ông có thể chui vô đầu Chainsaw Man. Bây giờ để tôi quăng ông vô cái đầu Chainsaw Man để ông điều khiển nha. Ôi ơi, vậy là sao vậy? Ủa sao tôi nằm trong bóng bóng vậy? Giờ tôi phun nè. Đây là đâu vậy? Hồi nãy như thằng Quy nó quăng mình vô đầu Chainsaw Man mà. Không lẽ đây là gì đây? Ôi có cưa gì làm nó quăng ra từ trong tường kìa. Ủa gì đây? Có phải cái nút ở trên đây nè các bạn ơi. Gì mà điều khiển vũ khí bảo vệ kỹ năng. Ủa hai cái còn lại nó chấm hỏi cho kìa. Lạ vậy ta? Mà không hiểu gì hết trơn á. Sao tiếng rung dữ ai rung vậy? Ôi sao có tiếng cười vậy? Đây là những gì mà Chainsaw Man thấy nè các bạn. Trời ơi, nó đang chiến đấu quái vật kìa. Hay á. Các bạn ơi, mình cũng muốn giúp Chainsaw Man nữa. Để coi mình sẽ làm gì đây. Mình sẽ điều khiển cái cây nhấn vào nút này coi. Ôi, trời các bạn ơi, mình đang trong não của Chainsaw Man, mình thấy điều khiển rồi nè. Trời hay dữ, mình đang điều khiển Chainsaw Man rồi các bạn ơi. Nhưng mà trời cho mình thấy yếu à. Ê, con này đánh nó khó dữ trời. Ê, có cái gì đó nữa không ta? Cái gì đây? Cái nút vũ khí nè. Rồi để mình thử bấm nó coi. Trời ơi, cưa nó hoạt động rồi nè các bạn ơi. Vậy ra vũ khí chính là cái cưa, nó bắt đầu đánh nhau ghê hơn á nè. Mày. Ôi trời, mấy con zombie này nó làm gì vậy? Trời ơi, ghê quá. Ôi trời ơi, máu nó tùm lum tùm la kìa. Trời ơi, Chainsaw Man hay quá các bạn ơi. Hay quá đây rồi. Ôi trời ơi, chứ có quay vật gì đó vậy? Mày là, đánh đâu. Ôi trời, mày nè. Ôi có quay vật gì đây? Ôi trời. Bây giờ sao đây nè, vũ khí không được. Kỹ năng thì sao? Chắc có thể kỹ năng sẽ giúp mình coi đánh bài được đó. Đầu bấm coi, hãy. Đi đây. Wow, nó có sức mạnh gì nào. Wow, trời ơi, ta thể quăng ra mấy cái chainsaw là mấy cái lưỡi cưa. Thành công rồi. Mấy con quỷ này dễ như ăn cháo. Các bạn ơi, Chainsaw Man thắng rồi kìa. Hay thiệt con á. Rồi bây giờ nó không thoát ra nè các bạn ơi. Vậy mình có đi ra được rồi. Bấm vô cái này. Tôi chơi cho bình thường được rồi nè. Thì lúc mà ông quăng vô tôi biến nhỏ rồi sao quăng vô đầu con Chainsaw Man á, tôi vô não của nó hay gì á, đầu của nó. Ở đó có mấy cái nút quá, tôi phải điều khiển nó tùm lum tùm la. Hay lắm á Huy ơi. Ôi thấy vui thì con chứ. Nghe vui vậy. Vậy thôi ông thu nhỏ chơi vô. Trời ơi, nữa trời. Ok, để coi. Bắt đầu mình thấy hình ảnh rồi nè. Gì đây? Chainsaw Man đang đi hẹn hò đó hả? Wow, trời ơi, trời đi hẹn hò này hay thì con giáp mặt cái mai. Cảm ơn kia nghe là đi ăn thịt cái ngầm ngon quá. Nghe sao vậy Makima? Chỉ có cái này cho em nè, uống đi. Wow, gì đây? Rồi nước rượu Makima, cảm ơn nha. Ok, uống đi. Hay quá đi. Chainsaw Man uống cái đó vô cái thi buồn ngủ quá. Ê sao nhắm mắt cái trời ơi, hình ảnh mày mất tiêu rồi. Hình như mình nghe tiếng đó các bạn ơi, hình như tiếng quái vật hả? Chết, hình như quái vật tấn công đúng lúc Chainsaw Man ngủ quá trời. Chainsaw Man bị tấn công luôn rồi kìa. Chắc là mình phải nhấn vô nút điều khiển, điều khiển Chainsaw Man là hay cha.
ok ok không sao. Được chơi Superman mà mình chạy làm gì? Mày là con hay cho quăng à quăng à mày à. Ôi trời, cái tụi này sao nó ấy à. Ê, tụi này nó trâu như vậy, tụi nó tấn công mình dữ vậy trời. Mày nè. Ây da, tao giờ tấn công nhiều quá mất bạn ơi. Ok, không sao. Đừng chắc phải có cái gì đó thì mình bảo vệ bản thân chứ ta. Ôi trời. Ôi trời ơi, nhiều con gì sao mình chơi nổi. Ủa, lúc bảo vệ nè mình quên nữa. Tao lại bấm cái hey cha. Ôi trời ơi, mình có cái vòng bảo vệ vậy nè các bạn ơi. Trời ơi, vòng bảo vệ nó có tươi tùm tùm. Ôi, mỗi khi mà mấy con này nó định đi vô thì nó sẽ đều bật cá trên kìa. Ôi trời, mình phải vô cái vòng bảo vệ này mới được. Ôi trời, nó không vô được luôn kìa các bạn ơi. Nó có động tác quầy ra nhưng mà nó chỉ tấn công mình được chứ không sao. Mình chỉ còn ở yên trong cái vòng này, ok. Đi ra. Ủa mà mình phải quăng cưa ra đi. Được rồi nè, mấy con này mình phải đánh ra được. Mày nè. Ê cha. Ủa trời, mấy con này nó da như dĩa đĩa vậy. Mày sắp được rồi. Trời, nãy nó nhiều quá. Mày nè. Thành công rồi các bạn ơi. Yeah. Hay quá, Chainsawman là nhất rồi các bạn ơi. Ủa trời, cái gì nữa vậy? Ủa, quý súng tấn công mà nào vậy? Ây da, đau. Ôi trời. Nó ba như vậy sao mình đánh lại nó đây? Ok. Mày ngồi xuống làm mày là quăng. Ủa trời, nó bắn kìa. Trời, chơi sao đi, ổn quá. Chết rồi, vậy cho mày đánh được ta. Có cái gì không? Ôi trời, cái gì vậy? Kỹ năng đặc biệt. Wow. Ôi trời, hình như mình unlock được cái này nè. Ok, giờ thì bấm nè. Trời ơi, thử kỹ năng đặc biệt rồi, hay cha. Ôi trời ơi, lốc xoáy cưa. Wow, thử là mày. Ôi, nó tên điện tiểu mày nè con, mày. Ôi, lốc xoáy cưa các bạn ơi. Wow, mà sao thấy nó không làm gì chân ta, để thử là mày nè. Ôi, rồi, nó bắt đầu là nó nổ luôn kìa các bạn. Ok, lốc xoáy cưa này chắc chắn là đánh bại được quỷ cưa nè. Mày nè con, ôi, quăng nhiều lên, trời ơi, lốc xoáy cưa nhiều dữ vậy trời. Mày nè, ôi trời. Wow. Ok, cái giờ mình phải lại gần cái. Ok, chuẩn bị nè, quỷ cưa. Mày nè, lốc xoáy cưa, tấn công. Wow, thành công rồi các bạn ơi. Yeah. Woo. Ôi, hay quá các bạn. Vậy hình như xong rồi, ok, mình thoát ra cái này. Hay cha. Ai da, ra ngoài rồi. Hello, quý nhau ơi. Ôi ơi trời, sao rồi? Tôi điều khiển qua Chainsawman và tôi đã unlock được cho Chainsawman một kỹ năng đặc biệt không á. Ghê lắm á, lốc xoáy cưa. Hay. Ok, giờ chúng ta đi đâu thôi thì quý vị. Rồi mày chơi đi ta. Ôi ơi, cái gì vậy? Ôi, giờ Chainsawman tự nhiên đánh tên quá nhà mình ơi. Nhà của tôi. Ôi trời, ôi đừng tới cái chạy quý ơi, chạy quý ơi. Ôi, lốc xoáy cưa. Ôi vậy sao cho tự nhiên Chainsawman nó muốn đi tiêu diệt tụi mình vậy? Ủa mình đưa làm gì sai đâu? Không lẽ nó biết mình điều khiển á? Nhưng mà chỉ có gì đâu, mình giúp nó từ nãy giờ mà. Là sao ta? Trời ơi Jack ơi, ông điều khiển nó đi, bây giờ ông điều khiển nó là nó phá lại đó. Ê cha. Ủa, ai đang điều khiển? Trời chút, mái tóc đỏ đó. Không lẽ là Maki Ma? Tới đây rồi hả? Tại sao bà làm gì trong trí não của con Chainsawman vậy? Bởi vì ta đã cho hắn uống thuốc ngủ và bây giờ ta có thể điều khiển được nó rồi. Nhưng mà ta không ngờ rằng là ngươi cũng có trong đây luôn, cho nên ta sẽ tiêu diệt ngươi. Mày phải thoát ra được, mày phải giúp Chainsawman mới được. Giờ sao đây. Bà bị điên rồi, bà đang muốn giết mình kìa các bạn ơi. Giờ sao đây các bạn ơi? Biến hình. Mình xem mày dẫn thử. Ok. Tại Makima đâu rồi? Biến hình. Mình biến thành Chainsawman rồi là các bạn ơi. Wow. Rồi luôn Makima ơi, giờ bà tính sao đây hả? Bà làm gì? Chiến đấu nè. Ta quăng cưa nào. Yeah, anh công rồi các bạn ơi. Wow. Ủa, nhìn cái hình dạng trên sơ máy này nhìn tuyệt quá đi em à. Hết trơn không gì hả? Hiệu lực cái.
Thôi mình thoát ra vậy. Ok, chắc là mong là Chainsawman ổn mà vậy. Thoát ra trước. Ê cha. Ủa, mình ra ra. À, cảm ơn cả tụi mày đã giúp ta nha. Trời ơi, tụi mày vô não ta mà giúp chứ không có làm gì bậy bạ chứ. Ok, cảm ơn nhiều nha. Không có gì. Thôi, tất cả nhà phát minh của Huy Núp á, Huy ơi. Đúng rồi, phát minh của tôi xịn lắm á. Ok, và cảm ơn các bạn đã xem video này nha. Nếu thấy hay đừng quên để lại một like, bình luận dưới. Giờ thì bye bye. Bye bye mọi người nha. Mình nhỏ tiếp đây.